Không sao đâu, bỏ khẩu trang ra đi con. Nhà đã nghèo còn thích tỏ mày đáng thương. Tao phải cho mày một bài học cho bỏ ghét. Này Mi, có chuyện gì vậy Trang? Sao hôm nay cậu lại nói chuyện với tớ? Bình thường cậu còn chả thèm để ý đến tớ mà. Cậu nói như nào ấy chứ, tớ quý cậu mà. Mà này, mẹ tớ vừa đi nước ngoài về, tớ có cái này cho cậu. Nhưng mà bọn mình là trẻ con, chắc chưa dùng được đâu. Nếu cậu cũng thích thì thôi vậy, tớ cũng chỉ muốn làm bạn tốt của cậu thôi mà. Thôi, mình thích mà. Mình cảm ơn cậu. Cô ạ, bên cháu đã kiểm tra tình trạng da của em rồi. Với tình trạng da này, chúng ta cần phải nghiêm túc điều trị trong một thời gian dài. Và còn phải thêm một cái khoản chi phí rất lớn mới có thể chữa trị được cái làn da của em như ban đầu được. Cô ơi, thế số tiền lớn là bao nhiêu hả cô? Thật tình thì tôi rất muốn chữa trị cho con bé. Là một người mẹ, tôi không thể cứ đứng nhìn mặt mũi con gái mình như thế này được. Cô, mình bình tĩnh đi cô. Bên con sẽ giúp cho em. Nhưng với một điều kiện cô nhé. Điều kiện gì hả cô? Cháu sẽ đồng ý điều trị miễn phí cho em với một điều kiện. Em ấy phải dũng cảm chụp lại hình ảnh của mình đưa lên mạng để trừng trị lũ bạn xấu. Đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Cô và em có đồng ý không ạ? Chào cháu. Chào cô, chào em. Chị ơi, em cảm ơn chị rất nhiều. Nhờ chị mà em có được động lực như bây giờ đấy. Đại học đó của em á, bây giờ cảm thấy xấu hổ lắm và bị mọi người xa lánh chị ạ. Tốt lắm, chị cũng rất cảm ơn em vì dám dũng cảm đưa hình ảnh xấu của mình lên làm lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Như vậy là chúng ta đã làm được một điều tốt rồi đấy. Cảm ơn cháu rất nhiều. Em cảm ơn chị.